Đây, thưa anh chị em, hôm nay chúng tôi thực hiện đúng lời của Chúa và ước mong rằng các bạn, nếu chúng ta không gặp nhau, thì chúng ta cũng cứ thực hiện lời Chúa, cứ sống lời Chúa. Mà khi các bạn sống lời Chúa, thực hiện lời Chúa là chúng ta gặp gỡ nhau. Chúa nói là hãy làm giàu trước mặt Thiên Chúa bằng cách chia sẻ cho những người nghèo. Đây là những con người mà Chúa nói rằng chính những người này sẽ đón tiếp chúng ta vào nước trời đây này. Những con người mù, què, câm, điếc, liệt lào này, những người không có phương tiện để sống này sẽ đón tiếp chúng ta vào nước trời. Chiếc xe lăn thứ nhất xin tặng cho một bé. Bé nó tên gì con? Nhà Trần Đức Sáng. Tên gì? Nhà Trần Đức Sáng. Sáng bao nhiêu tuổi? Nhà thưa cha 10 tuổi. Mấy? 10 tuổi. Nó bị bệnh gì con? Từ bao nhiêu tuổi? Bị khi con sinh ra. Hả? Khi sinh ra. Bị bệnh gì? Và bị bại não. Vâng, bé bị bại não ngay từ lúc bẩm sinh. Và chị là người theo đạo gì? Dạ con đạo Công giáo. Đạo Công giáo. Đây, tôi xin được gửi tặng cho chị chiếc xe lăn. Và đây là cái máy 270 bài giảng lòng Chúa thương xót. Xin được gửi tặng cho chị. Đây là cái cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha. Đây là trái tim lòng thương xót. Xin được gửi tặng cho chị. Đây là món quà của lòng thương xót Chúa. Xin được gửi tặng cho chị nha. Và đây còn chị có Công giáo không? Công giáo. Chị kia là người gì? Công giáo. Còn anh kia là người gì? Là có đạo. Vâng. Chúng ta có hai người Công giáo, một người có đạo với lại một người là con Chúa. Tức là bốn người đều là Công giáo. Một tràng pháo tay thưa anh chị em. Vâng, chúng tôi xin gửi tặng cho chị chiếc máy 270 bài giảng lòng Chúa thương xót. Đây là món quà của lòng thương xót Chúa gửi tặng cho chị nha. Đây, mở ra. Và đây là cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha. Cầm lấy, cầm lấy. Đây là những món quà thiêng liêng, những món quà mà chúng tôi nói rằng là không thấy được, vì không thấy bằng tiền mà phải thấy cái giá trị qua những món quà này. Qua việc đọc sách, qua những cuốn nhật ký, qua những tâm thư, người ta nhận được cái gì từ nơi lòng thương xót Chúa. Đấy là những món quà vô hình. Xin được gửi tặng cho anh cuốn nhật ký lòng thương xót Chúa. Anh cho mọi người biết anh lấy chiếc xe này về gửi tặng cho ai. Dạ, trọng kính cha. Hoàn cảnh con thì vợ chồng con rất nghèo. Con là em rể của chị này. Cái xe này anh tặng cho ai? Dạ, bà em của bà chị đây là bị tai nạn giao thông đã mười mấy gần 20 năm rồi. Nhưng mà cũng vấn đề đi lại rất là khó khăn. Tại vì bị gãy xương mông. Cho đến bây giờ thì đây là mười mấy năm mà bị tai nạn mà không có được chiếc xe, và là anh rể của cái bà đang ngồi chiếc xe lăn đây. Và đây là cái thư giới thiệu của ai? Dạ của cha chính xứ và giáo xứ Khiết Tâm. Vâng, đây là chánh xứ của giáo xứ Khiết Tâm của giáo phận gì? Dạ giáo phận Phan Thiết. Vâng. Cha chánh xứ Khiết Tâm của giáo phận Phan Thiết đã viết giấy thư giới thiệu cho đưa anh ấy đến nhận cái món quà xe lăn cho người mà không thể đến đây được, mười mấy năm nằm liệt trên giường bệnh. Chúng ta thấy từ một vị mục tử rồi đến đứa con chiên, hai người đều chỉ lo cho một con chiên nó bị liệt nằm mười mấy năm trên giường bệnh. Đấy là cái hình ảnh rất đẹp. Tôi nhờ anh chuyển cái món quà này, máy, sách, ảnh, chuỗi quạt, tất cả của giáo điểm tin mừng gửi tặng cho kính biếu cha sở của anh chị anh nha, cha sở Khiết Tâm ở giáo phận Nha Trang. Còn chị? Dạ, con tên Võ Thị Trung. Con bị tật hồi nhỏ, mẹ sinh ra. Bị bẩm sinh rồi, khuyết tật là bại liệt bẩm sinh. Con bao nhiêu tuổi? Dạ, con 60 tuổi. Vâng, 60 tuổi. Con bé này mấy tuổi? Dạ, cháu 11. Dạ, con 11 tuổi. Con bị bệnh gì? Dạ, con bị bệnh khuyết tật. Bị bệnh khuyết tật. Mai mốt con có muốn đi tu không?
đâu. Dạ không. Tại đố anh chị biết là sao nó không nói, vì nó biết rằng nó không có khả thể được, nó có muốn cũng không được, vì nó bị khuyết tật, nó bị liệt như vậy, làm sao nó đi tu được? Đó là theo suy nghĩ của nó. Thì anh chị em chúng ta thấy rõ ràng hình ảnh của ba người khuyết tật, người thì 60, người thì mười mấy, người thì 87. Nếu tất cả như thế này, ta thấy rõ ràng là tiền bạc không có mua được sức khỏe. Vậy mà ta cứ lo giữ lấy tiền của, không biết chia sẻ cho người, chứ bảo đồ khốn. Nếu đêm nay cái mạng sống của người ta lấy về, thì liệu những cái tiền của này người để lại cho ai? Những cái gì mà người chất bóp, người kỳ cóp để lại cho ai? Cho nên hãy lo mà làm giàu nước Thiên Chúa, hãy lo mà chia sẻ cho những mảnh đời bất hạnh này, cho những con người mà đang cần đến lòng thương xót này. Đây là cái người này nha, sẽ phải mổ mà không có tiền mổ. Bây giờ con cầm về, con chia sẻ lại cho em của con nha. Xin Chúa mà chúc lành cho chúng con. Một tràng pháo tay thưa anh chị em. Anh có máy, đây là cái máy 277 dạng lòng thương xót Chúa cho anh. Và đây là cái máy 277 dạng lòng thương xót Chúa cho con. Máy 277 dạng lòng thương xót cho con. Rồi, con đã có được những món quà lòng Chúa thương xót. Đây là những cuốn sách tâm thư lòng nhân hậu của cha để gửi cho con, để con đọc giùm cha, chia sẻ cho những người khác nữa nha. Và đây là cho tặng bé trái tim lòng thương xót. Đây con, trái tim lòng thương xót, đây gửi tặng cho con. Và đây là trái tim lòng thương xót. Thưa anh chị em, nếu mỗi một người chúng ta ngày hôm nay mình thấy rằng là mọi cái là phù vân hết, mọi cái ta tìm, ta kiếm, ta bắt, tất cả là phù vân, ta chỉ còn giữ lại được những cái mà ta cho đi, những cái mà ta làm giàu trước mặt Thiên Chúa, những cái mà ta chia sẻ, thì những cái đó sẽ còn lại mãi với ta. Còn những cái mà ta nắm, ta giữ, ta bắt, thì trước sau cũng phải buông bỏ mà thôi. Sao không buông ngay bây giờ cho nhẹ lòng? Sao không bỏ ngay bây giờ cho nó thanh thản? Sao không dứt ngay bây giờ để mà chúng ta được tự do? Con cái của Chúa không bị ràng buộc, không bị cột chặt bởi danh vọng, và nhất là không nặng lòng bởi tiền của. Thưa anh chị em, cầu chúc các bạn, chúng ta đã đến đây hơn 3 năm, cầu chúc các bạn đã đến đây, đã tìm được một chỗ ở trong trái tim Chúa rồi. Cái chỗ ở đó trong trái tim Chúa các bạn không có ai lấy được của các bạn đâu. Cái chỗ trong trái tim lòng thương xót đó, dù có ở đây hay ở bất cứ đâu, thì vẫn cứ là ở trong trái tim của lòng Chúa thương xót. Dù tôi có gặp các bạn hay là không gặp các bạn, thì chúng ta vẫn gặp nhau ở trong trái tim của Chúa, trong trái tim lòng thương xót. Tôi có một chỗ, các bạn có một chỗ, gặp nhau, ô, sao khỏe không? Khỏe không? Sao khỏe không? Vẫy tay, khỏe không? Đang ở đâu vậy? Đang ở đâu vậy? Phải giáo điểm Thiên Mừng quá, tôi không biết giáo điểm Thiên Mừng, tôi đâu ở đó nữa, đang ở đâu vậy? Nhà bè, tôi không ở nhà bè nữa, đang ở đâu vậy? Không phải trung tâm mục vụ, tôi cũng sắp rời trung tâm mục vụ luôn rồi, đang ở đâu vậy? Đang ở trong trái tim lòng thương xót. Chỉ ở trong đó là không còn chia tay, chia chân gì cả. Chỉ ở trong trái tim lòng thương xót thì không có bạn ơi, quan hà xin cạn chén ly bôi gì cả. Ở trong trái tim lòng thương xót, cứ mỗi 3 giờ chiều nghe bong, 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 thì các bạn lại nói lon, lon, lon bên đây. Là chúng ta thấy ở trong trái tim lòng thương xót, ta lấy chuỗi ra vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu. Xin Cha thương xót chúng con, tôi và các bạn. Thương xót chúng con, mình có xa nhau đâu, mình có buồn bã gì đâu, mình đang gặp nhau mà. Xin Cha thương xót chúng con mà trong chúng con đó và toàn thế giới. Vậy thì có loại trừ ai không? Không. Người thương mình cũng cầu cho họ. Người ghét mình cũng cầu cho họ. Người mà
ủng hộ mình cũng cầu cho họ. Người mà người ta chống đối mình cũng người mà thương mình cũng người ta ghét mình cũng. Vậy thì chúng ta thấy trong trái tim của Chúa, trong trái tim lòng thương xót, mình có thể gặp nhau bất cứ lúc nào, nhớ không? Mình có thể gắn kết với nhau bất cứ ở đâu, nhớ không? Không có không gian giới hạn, không có thời gian giới hạn. Chỗ nào ta cũng có thể gặp nhau được, vì trái tim lòng thương xót không có giới hạn, không có biên giới và không có loại trừ bất cứ một ai. Xin cho con được một chỗ trong trái tim lòng thương xót Chúa. Mời các bạn cầm cây quạt trên tay và các bạn cùng hát và múa.